Tăng T-90M vẫn sử dụng pháo nòng trơn 2A46M5 với khả năng bắn các loại đạn thanh xuyên động năng APFSDS, nổ phân mảnh HEF, nổ lõm, hít và tên lửa chống tăng có điều khiển qua nòng ATGM an toàn 11 Sniper B theo đánh giá của tạp chí Mỹ là Defense Blog. T-90M Georgi là phiên bản hiện đại hóa của xe tăng T-90A, còn được gọi là Object 188MTHEZ. Trên phiên bản mới, T-90M vẫn giữ nguyên biên chế tổ lái 3 người, bao gồm lái xe, pháo thủ và trưởng xe. Khác biệt chính là T-90M được trang bị hệ thống chỉ huy và kiểm soát chiến đấu mới cùng với hệ thống điều khiển hỏa lực Carolina 2. Có khả năng bám bắt mục tiêu tự động và máy tính điều khiển hỏa lực thế hệ mới có tốc độ và độ chính xác trong xử lý cao hơn. Những hệ thống thiết bị mới này cho phép tổ lái triệt hạ mục tiêu di động, kể cả khi chính xe tăng cũng đang hành tiến, với xác suất bắn trúng gần như tuyệt đối ngay từ phát bắn đầu tiên, trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào. Đặc biệt, với đạn tên lửa an toàn 11 Sniper B, tăng T-90M có thể khiến đối phương không hiểu chuyện gì xảy ra khi bị tấn công, bởi chúng có thể tấn công và phá hủy chiến tăng đối phương từ khoảng cách lên tới trên 5 km. Đây là khoảng cách tấn công không một cỗ tăng phương Tây nào có thể làm được. Về hệ thống phòng thủ thụ động, phần thân và cả bên sườn của T-90M được trang bị giáp phức hợp mới cùng các mô-đun giáp và ứng nổ Jelly tích hợp, thay thế phiên bản TA-5 trên T-90A. Lớp giáp này có thể giảm 50% khả năng xuyên phá của đạn APFSDS, cũng như vô hiệu hóa đầu đạn hít nổ kép. Mặt trước tháp pháo còn trang bị thêm một lớp giáp lồng để chặn đầu đạn hít, tăng hiệu quả chống các loại đầu đạn kép của RPG-29 hay TAU-2A. Với hệ thống phòng thủ chủ động, T-90M vẫn được lắp hệ thống Stoja 1, có khả năng vô hiệu hóa mọi loại ATGM hiện nay. Bộ đèn hồng ngoại gây nhiễu lắp ở tháp pháo đã được thu gọn đáng kể so với phiên bản T-90A, khiến đối phương khó sử dụng các loại đạn ngu để phá hủy thiết bị này.